Thẻ xanh có bảo lãnh con đang du học ở Mỹ bị ảnh hưởng gì không? Hỏi, tôi kết hôn với một công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi đã làm giấy tờ xong và nay tôi đã có thẻ xanh 2 năm. Con trai của tôi đã hơn 18 tuổi vào thời điểm chúng tôi kết hôn nên cháu không được có chung quyền lợi. Năm nay, cháu Mạnh đã 20 tuổi và đang học tại US tại Đại học Princeton. Visa của con tôi có hiệu lực đến năm 2020. Con tôi sợ rằng nếu tôi nộp đơn bảo lãnh cho cháu, cháu sẽ gặp vấn đề trong việc đi ra, đi vào Hoa Kỳ trong tương lai. Điều đó có đúng không? Nếu vậy, chúng tôi có thể làm gì? Hùng Võ, Austin, Texas. Đáp, visa sinh viên F1 là visa không có ý định định cư. Nhưng một khi nộp đơn bảo lãnh thì không còn giữ ý định đó. Bây giờ, anh ta có thể dễ dàng ra vào nước Mỹ cho đến khi hết hạn visa. Tuy nhiên, khi anh ta xin renew visa năm 2020 thì khó khăn sẽ có thể xảy ra. Khi gia hạn, con của cô sẽ phải khai lại đơn và phải khai là anh ta đang có hồ sơ bảo lãnh. Tùy thuộc vào viên chức của lãnh sự, người đó có thể cấp hoặc không cấp visa và lưu ý rằng anh ta không nhất thiết phải gia hạn visa để duy trì hợp pháp tại Hoa Kỳ, miễn là anh ấy duy trì E-20 hợp lệ và tiếp tục đi học toàn thời gian. Những thủ tục tiếp theo sẽ khá nhiều. Cô nên liên lạc với văn phòng chuyên về di trú để họ giúp cô. Chúc cô may mắn.